3 loại nhầm tưởng về giá các bạn khi mua đất nội đô phải lưu ý đây. Một, thứ nhất là mua những cái nhà đất không có mặt tiền. Câu chuyện là chúng ta sẽ phải tính cái giá mà chúng ta cắt ngõ ra. Thứ hai là đất có tỷ lệ cây hàng năm hoặc đất vườn phải chuyển đổi sang đất thổ cư. Và cái thứ ba là đất dính quy hoạch là phải trừ đi cái phần quy hoạch. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta chia theo đơn giá, không tính ngõ, không tính quy hoạch và không tính cái diện tích chuyển đổi nên là chúng ta cảm giác là giá nó rẻ, nhưng thực tế nó lại không phải là rẻ. Và rất nhiều người dính bẫy bởi cái tâm lý giá rẻ nhưng thực tế lại là không rẻ các bạn nhé. Đây, tôi lấy ví dụ một cái bạn. Anh em đây ạ. Em ơi, em phải tính cái này là nó không có mặt tiền nhá. Thế nó đã để ngõ chưa? Tại vì em chưa qua xem thì em cũng chưa biết được rồi anh ạ. Với lại cộng vào đang là top hậu nữa nhá. Cộng vào là top hậu hình như có 0.01 thôi nhỉ. Tức là 0.01 vẫn là top hậu. Thế ạ. Mặt tiền là 5.11 còn đâu là hậu là 5.1 thì là top có 0.01 thì đâu mặt là... tiền là 5.11 hậu là 1.17 cộng 3.93 là 5.1 thì nó top thì 0.01 thôi nhỉ. Nói chung là top 0.01 vẫn là top, nhưng cái này em lưu ý là cái giá mà em đưa ra tưởng là rẻ nhưng không phải là rẻ đâu. Cái này là đất hay nhà? Cả nhà cả đất anh ạ. Nhà mấy tầng? Em chưa xem cơ, tại vì bây giờ em đang làm việc ngân hàng tí xong rồi. Vâng, giờ em chạy qua xem luôn. Nó có hai lỗi nha, một là top hậu, hai là không có mặt tiền nhá. Tầm này mua những nhà đất này sẽ khó thanh khoản lắm nhá. Nên là lưu ý. Thế thì để em đến ngó và xem như nào xong rồi em lại nhắn lại anh vậy. Tại vì em nhắn trước cho không anh cần phải thông ngó tin thôi. Không phải ngó, tại vì cái đấy là cái việc như thế là anh sẽ loại trừ, anh không mua đâu. À thế ạ. Anh không quan tâm đến giá luôn này. Vâng. Vâng ạ. Thế thì thế em biết rồi, thế để em xem như nào. Với loại hình như vậy là có hai lỗi, một là lỗi phong thủy, hai là không có mặt tiền, tức là ngõ nó không trải dài hết cái mặt tiền đấy. Vì vậy là cái nhà đất đấy tôi không quan tâm, chưa nói về giá. Giá có thể rẻ đến đâu đi chăng nữa, nhiều khi và rẻ như cho hoặc rẻ cũng không có ai mua. Tất nhiên ở Hà Nội và nội đô thì rẻ chắc chắn có người mua rồi, nhưng với là người kinh doanh thì tôi thích mua những cái vị trí đẹp và những cái khổ đất đẹp, cũng như là ngõ nghĩa nó phải đẹp. Còn tâm lý của người bán thì người ta cũng không muốn là bán quá rẻ đâu, nên là cũng rất là khó mua những bất động sản như này các bạn nhé. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên follow Dr. Len Bắc Đại Bàng để nhận thêm nhiều thông tin, kiến thức giá trị.